thành kính đảnh lễ tuân thỉnh thượng tọa minh hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo nam mô bích tha giá con kính nhân minh đến sư. Tâm đảnh lễ Đức Như Lai Phật ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thể thế gian giải vô thượng điệp ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu tượng trí giả thanh chứng. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đối tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa minh hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Dạ cảm ơn Phong Lan Hoa Nguyệt cho nhật mình biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ ngài Tỳ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật mình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật mình kính chào đạo tràng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình trường bộ kinh mắt trách chị ma ca giá do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt sẽ được Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha giá. Dạ ngài có nghe được âm thanh của con, cho con xin một tín hiệu để con kính chân mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thịnh văn đệ tử Phật. Thân chào, kính chào tất cả chư tăng, thân chào tất cả quý tu nữ Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học đến cái chỉ pháp thứ tư là có những lậu hoặc phải do không dẫn đoạn trừ. Hôm nay rất tiếc là chúng ta không có mở được bài do thượng tọa giác ẩn gửi cho chúng tôi. Không hiểu tại sao có khi nào cái hộp thư nó đầy quá hay nó bị kẹt không? Vì tất cả các cái giáo trình trước đến giờ đó có thượng tọa giác ẩn gửi bài là chúng tôi để nguyên, chúng tôi không có xóa,
về đó cho nên bây giờ quá nhiều. À, không sao cả. Bây giờ cô Nhật Bình cứ đọc bài vì đây là những cái câu hỏi và những câu đáp tóm tắt cái nội dung của cái đề tài về đoạn trừ lậu hoặc do kham nhẫn. Chúng ta sẽ được học qua cái câu hỏi đó. Nam mô Bích Hai Giá. Dạ, đạo tràng chúng con không còn nghe được âm thanh của ngài. Dạ, ngài nghe âm thanh con kính dâng mít đến ngài. Dạ, cảm ơn hoan biệt không ra. Do có hai khổ đi vào nhưng thứ bảy lặng mất để cho thường tôi hỏi cô đình cho thầy nhưng mà không lộng lẽ khác. Tuy nhiên ta vẫn giữ câu thôi ta học giảng dạy cứ mỗi ngày mỗi vị sao ồ quý vị không nghe tại sao. Nghe chúng tôi nói không? Ừ. Xin mời cô Hai dẫn. Dạ, sa thú lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Từ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, chúng con chỉ gián đoạn một chút hơn phần sau thôi bạch ngài, và chúng con đã nghe lại được. Dạ, cảm ơn đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con xin phép được đọc chánh kinh. Hôm nay thứ bảy ngày 5 tháng 10 năm 2019, giáo trình trung bộ kinh Mách Chát Ma Nikaya, kinh tất cả lậu hoặc, tiếp theo câu 37 đến 41.
Sabba Savasutta sẽ được Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. 37. Thế nào là các lậu hoặc phải do tham nhẫn được đoạn trừ? Không ai trong đời có thể tránh được những nghịch cảnh hay những chuyện trái ý nghịch lòng. Phản ứng thông thường là bực bội, phẫn nộ, nên từ đó khiến nhiều lậu hoặc tăng trưởng. Kham nhẫn những điều trái ý là một bản lãnh giúp người tu tập đoạn trừ những lậu hoặc đó. 38. Những gì cần được kham nhẫn? Kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát. Kham nhẫn những mà lị phỉ báp. Kham nhẫn các cảnh thọ về thân, những cảnh thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. 39. Kham nhẫn có phải là sự thúc thủ cam chịu? Thúc thủ cam chịu là biểu hiện của sự yếu đuối. Kham nhẫn là một sức mạnh, hơn thế nữa là một bản lãnh để cuộc sống không bị chao đảo trước nghịch cảnh. Không một ai, dù quyền to lớn tới đâu, có thể tránh né hay giải quyết tất cả những điều ngoài ý muốn. Khả năng chịu đựng, thích nghi là một kỹ năng quan trọng của tất cả người tu tập. 40. Như lý giác sát để kham nhẫn và suy xét thế nào? Có nhiều cách như lý giác sát để kham nhẫn trước nghịch cảnh. Người tu tập có thể học theo những gì được dạy trong kinh điển và áp dụng theo kinh điển và áp dụng theo kinh nghiệm cá nhân. Một vị tăng sĩ nhẫn nại không bày tỏ phẫn uất vì tự nhắc mình: hình dáng ta đây khác hơn người, thế tục không thể sân si như thường tình. Một hành giả tu tập trong thời tiết nóng bức tự nhủ: cái nóng này thật ra không hơn cái nóng của lửa trong địa ngục. Một người bị người khác chửi mắng nên tự nói với mình: họ có thể đánh mình nhưng chỉ chửi mắng thôi, kể ra cũng còn tốt. Một người sống chung với người hay gây phiền phức cho mình nên thường tự tâm niệm: người này tạo cho mình cơ hội, tôi luyện đức nhẫn nại. 41. Tại sao không kham nhẫn với những điều nên kham sẽ làm sanh khởi các lậu hoặc, tàn tạ và nhiệt não? Không kham nhẫn thì dễ phẫn nộ, khó thích nghi, khó giữ tâm mang nhiên. Tất cả tạo nên điều kiện thích hợp cho lậu hoặc sanh khởi và kinh nghiệm thực tế cho thấy nghịch cảnh chỉ tạo một phần khổ sở, nhưng chính phản ứng không khéo khiến sự việc tệ hại hơn nhiều. Nam Mô Bích Thai Giá Giảng Chánh Kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng công trung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Thai Giá, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Để con dâng bích đến sư. Dạ, con kính dâng sư ạ. À. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, xin quý vị cho chúng tôi hỏi là giảng từ đoạn số 437 cho đến 41 luôn không ạ? Hay hoặc là giảng từng đoạn? Dạ, con cảm ơn Thượng Tọa rất nhiều. Dạ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó thì chúng ta sẽ học qua cái chi pháp và có những lậu hoặc thì cần phải do kham nhẫn đoạn trừ. Thì trước tiên đó là
Nói đến cái sự kham nhẫn ở trong cái từ của Phật giáo đó là phải nói rằng là một cái từ rất là đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là có nhầm lắm lúc đó, chúng ta hiểu nhầm nó là như là một cái sự cam chịu, là một cái sự yếu đuối hay là một cái sự thua cuộc. Ví dụ như mình trước một cái sự việc gì đó xảy ra mà mình ráng cố gắng mình chịu cái việc đó đó, để rồi là mình không còn có một cái gì tự chủ cho chính mình nữa, thì cái đó nó không phải là tham nhẫn mà là cái sự cam chịu. Giống như là người ta bị một cái chuyện bức hiếp, nhưng mà trong lòng của họ đó cảm thấy khó chịu, nhưng mà rồi đó là họ vẫn phải ra tỏ ra cái vẻ như là một cái vẻ như là một cái người mà thuần phục trước một cái gì. Còn ở đây là trong Phật giáo phải hiểu là một trong những cái pháp mà chúng ta nghĩ rằng là một cái pháp phải nói là tạo nên một cái sức mạnh hay là một cái nghị lực rất là lớn, nghị lực rất là lớn. Thế thường đó thì người ta gặp một cái cảnh gì đó, cái phản ứng tự nhiên của họ nó là họ khó chịu, họ bực bội hay là họ nóng nảy, hay hoặc là ngay cả những cái chuyện mà trái ý nghịch lòng thì nhiều khi họ nghĩ rằng bây giờ là mình cái người ở giống như là cái người ở bên dưới, cái người ở bề dưới, giống như là một trong những cái người yếu thế hơn thì mình buộc phải chịu như vậy thôi. Thì ở đây đó nó không phải là kham nhẫn, mà kham nhẫn nó là như chúng tôi đã nói đó, là không phải là một trong những cái sự thua cuộc. Trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng kham nhẫn là một sức mạnh, bởi vì nếu như mà mình ở trong một cái vai trò nào cũng vậy đó, nếu như chúng ta không có cái kham nhẫn thì mình cũng khó thành công lắm. Khó thành công trong một cái công việc gì mình không có cái kham nhẫn, rồi ở trong một cái vai trò của một cái người tu cũng vậy, thì lại càng kham nhẫn hơn. Nếu mà mình không kham nhẫn thì mình không thể nào mình tu được. Có lắm lúc thì mình nghĩ rằng những chuyện gì thể chịu nổi, nhưng mà có những chuyện rất là nhỏ mà mình chịu không nổi, thì đó là cái chỗ mà cái nhược điểm mà mình không có thiếu đi cái sự kham nhẫn. Cho nên nếu như một người mà có kham nhẫn ở trong mọi trường hợp, trong mọi cái hoàn cảnh, điều kiện, thì phải nói đó là một cái sức mạnh. Sức mạnh. Hay là trong kinh thì chúng ta nghe Đức Phật dạy rằng là, nghe ở trong kinh nói rằng là sức kham nhẫn là cái vật trang sức. Ví dụ như là một người phụ nữ mà họ nhờ trang điểm những cái hoa tai, rồi những chiếc lá cây, hoặc là những cái sợi dây chuyền vân vân, để trang sức làm cho tô điểm cái vẻ đẹp của người phụ nữ. Nhưng mà đối với một cái người mà có kham nhẫn đó, đặc biệt là một cái người tu sĩ hay là một vị tỳ kheo đó, mình nếu như có kham nhẫn thì phải nói rằng đó là một trong những cái vật trang sức tốt nhất. Thường đó là chúng ta thường nghe nói là giới và hạnh. Giới và hạnh thì cái giới tức là cái điều mà người ta tránh xa, nhưng mà cái hạnh tu là để thể hiện lên cái đức tính của có tu tập ở trong cái lời nói cử chỉ và là cái suy nghĩ, cái trong đời sống hàng ngày của mình có cái chất tu ở trong đó thì gọi là hạnh, gọi là hạnh. Bây giờ đó thì ở trong cái thế thường đó thì người ta sẽ là gặp những cái chuyện gì mà trái ý nghịch lòng thì người ta phải khó chịu rồi, khó chịu. Rồi ở trong cái hoặc là người ta bực bội, hoặc là người ta phẫn nộ,
phẫn nộ lúc này đó là sẽ là bộc phát qua bởi cái hành động mà cái người nào cũng vậy. Nhiều khi người ta không có cái nhẫn nại một chút thì họ nóng dội lên, họ quát tháo lên á, thì hoặc là họ bỏ cái chuyện đó thì dứt khoát là họ không có thành công được. Xung quanh của họ cũng không thể nào tín nhiệm họ, và họ nếu mà họ bỏ ngang á, thì họ cũng không thể nào thành công trong công việc gì. Và nếu mà phẫn nộ á, thì nó không hay. Nó không hay ở chỗ đó là từ đó, đó các cái phiền não lậu hoặc ở trong trong tâm nó có thể từ đó nó sanh khởi lên do không có kham nhẫn. Bây giờ nói đến cái sự kham nhẫn đó, thì như chúng tôi đã nói đó là kham nhẫn ở trong Phật giáo không phải là những cái người yếu đuối, cũng không phải là cái người thua cuộc. Giống như là người ta có thể vì một cái mục đích gì đó mà người ta chịu nhẫn nhục một thời gian để rồi chờ cơ hội hay là chờ một cái gì đó trỗi dậy thì rõ ràng là người ta phục thù hay là người ta nuôi một cái ý đồ để rồi người ta phục thù hay là người ta tái lập lại những một cái. Nhưng mà ở đây đó là cái trên phương diện của một cái người tu đó thì đặc biệt là chúng ta có cái đức tính kham nhẫn rất là quan trọng. Ở trong các cái pháp ba la mật, 10 pháp ba la mật thì chúng ta được biết là có một cái pháp gọi là Khanti Parami, tức là cái nhẫn nại đó, cái kham nhẫn đó là cũng là một trong những cái pháp ba la mật. Bây giờ đó thì trước tiên đó là mình nói đến cái gì mà ở trong cái cuộc sống này đó là mình cần nhẫn. Mình nói là cái người tu của mình đó, cái người tu nhiều khi mình ở chùa rồi mình ít có tiếp xúc với bên ngoài á, rồi mình không có gặp cái những cái cảnh trái ý nghịch lòng hay gặp những cái cảnh gì nhiều, thì mình không có thấy được cái khả năng kham nhẫn của mình hay là cái sự chịu đựng của mình như thế nào. Trước nhất đó là mình biết rằng ở bên ngoài đó thì người ta sẽ gặp người này người kia. Thí dụ như là có những cái người bạn, có những người bạn thân, rồi có những kẻ thù, rồi có những ưa, người ghét, có đủ thứ hết. Thì người tu cũng vậy. Khi mà không phải là mình làm những cái việc gì để cho người ta thù ghét hay là thù oán, nhưng mà chúng sinh á, thì quý vị biết rằng đa tính mà, mỗi chúng sinh có một cái hạnh nghiệp riêng á, và họ có những phinh hướng riêng, rồi họ có những cái hành vi khác biệt, không giống mọi người, khác giống nhau, không giống nhau, thì đó là mỗi cái hạnh nghiệp của mỗi người. Nhưng mà rồi đó thì quý vị biết rằng khi một cái người tu á, dù là chúng ta là người cư sĩ, Phật tử cũng vậy. Cái người Phật tử cư sĩ thì mình cũng có những cái nhẫn, có cái sự kham nhẫn. Bởi vì thường đó là chúng ta thấy rằng là người con của mình thì mình nói thì buộc phải nghe. Nhưng mà lỡ mà nó hỗn hào với mình thì mình khó chịu hơn là cái người lớn mà người ta rầy mình. Cái người lớn, ví dụ như cha mẹ mình hay là ông bà của mình hoặc là cái thầy tổ của mình rầy mình hay là quở trách mình thì mình dễ chịu hơn là một đứa nhỏ, đứa con, đứa cháu của mình nó nhỏ tuổi hơn mình hay là những cái đứa cháu hàng xóm đáng con đáng cháu mình nhưng mà nó hỗn hào với mình thì mình khó chịu đựng hơn. Vì mình nghĩ rằng là nó là cái người nhỏ mà hỗn láo. Còn đối với những người lớn người ta có rầy mình thì mình nghĩ ôi ông bà mà cha mẹ của mình, thầy tổ của mình mà rầy mình, rầy đúng thì mình nghe, cho nên là mình dễ chịu hơn cái chuyện đó. Thì ở đây đó chúng tôi muốn nói là trong cái cuộc sống có các cái mối quan hệ. Cái mối quan hệ đó, đó thì phải nói rằng nếu mà người cư sĩ thì chúng ta có vợ chồng, con, ông bà, rồi lối xóm,
láng giềng, tức là những cái người ở trong khu ở chỗ nơi mình ở, có những người có những cái mối liên quan làng xóm nhiều lắm. Rồi khi mà mình chưa có làm việc chung, mình chưa có một cái việc gì nói trao đổi với nhau, hay hoặc là làm việc chung một cái việc gì đó, thì mình có khó có cái việc mà đụng chạm. Nhưng mà khi mà mình đã có trao đổi với nhau, nói chuyện qua lại với nhau, hay hoặc là có khi mình gặp việc, mình làm việc chung với họ, thì dễ sinh ra những cái sự đụng chạm, những sự đụng chạm do những cái sự bất đồng trong cái suy nghĩ, rồi bất đồng ở trong cái cách xử sự, hay là bất đồng trong mọi cái sự việc mà mình thấy nó diễn ra như vậy. Thì khi mà mình có làm việc chung thì mình sẽ dễ dàng bị những cái sự chạm. Nhưng mà đối với một cái người mà giống như là một người cư sĩ vậy đó, người Phật tử vậy, thì quý biết rằng nhiều khi mình đi ra ngoài, mình làm ăn, rồi mình làm công việc này hoặc là nghề nghiệp kia, thường thường nghề nghiệp thì dễ dàng bị những cái nghề nghiệp, rồi mình làm những cái công việc này, việc nọ, thì khi mà mình ra làm á, thì mình dễ dàng bị đụng chạm. Và khi mà đụng chạm như vậy mà mình thiếu cái sự kham nhẫn á, thì mình không có thành công, khó thành công lắm nha. Và giống như là cái việc mà mình có làm cho nó, giống như ông bà chúng ta nói một cái câu là dục tốc bất đạt. Cái chuyện gì mà mình làm rất là giỏi, rất là nhanh á, nhưng mà rồi á, mình không có một cái sự giống như một sự vững chắc á, thì mình dễ dàng bị đổ vỡ hay là bị bỏ phế sau một cái thời gian. Nhưng mà nếu mà mình có cái đức tính kham nhẫn á, thì nhờ đó đó, thì phải nói rằng những cái cơn sóng gió nào mà nó đi, giống như người ta nói một cái câu là sau cơn mưa thì trời lại sáng. Có nghĩa là những cái lúc mà lận đận, những cái lúc mà khó khăn nhất đối với một cái khía cạnh nào đó, mà mình có cái sức kham nhẫn, cái sự kham nhẫn đó, thì mình sẽ rước vượt qua. Cái sự kham nhẫn này đó thì không phải như là một trong những cái sự yếu đuối, không phải sự yếu đuối, nhưng mà nhờ cái sự bền bỉ, nhờ cái sự kham nhẫn đó mà mình trên phương diện làm ăn, công việc gì đó, mình cũng có thể dễ dàng thành công. Và nhờ cái đức tính kham nhẫn của mình mà mọi người chung quanh của mình có thể quý mến, cảm mến mình cũng có, là vì do là mình có cái đức tính kham nhẫn. Đó, có đức tính kham nhẫn. Bây giờ là kham nhẫn, dù người ta có nói tốt, nói xấu gì đi nữa, đặc biệt là người ta chê bai hay là người ta chỉ trích, thậm chí những điều thiêu dệt, những điều mà người ta nói thêm đi nữa, mình không có như vậy nhưng mà người ta vẫn nói thêm như vậy, người ta vẫn nói thêm, thì một cái người tu tập cũng vậy đó, mình phải có cái đức tính kham nhẫn đó. Và chính vì mình có cái sự kham nhẫn ấy, cho nên là mình được đứng vững, làm cái người lớn ở trong gia đình, ông bà cha mẹ hay hoặc là thầy tổ. Rồi bây giờ nói đến cái người tu cũng vậy, cái bậc xuất gia cũng vậy. Quý vị biết rằng nhiều khi mình đi làm đạo, đi đây đi đó, đi làm đạo đây đó, thì có những chuyện mà mình thấy rằng nó rất là thuận, rất là thuận, nghĩa là người ta là cùng chung, người ta thí dụ như mình đi chỗ nào đó mà mình gặp Phật tử không đó, thì nó rất là dễ. Nhưng mà lỡ gặp những người ngoại đạo hay là gặp những người không có đạo nữa, tức là không có đức tin, họ không có đức tin đối với Tam Bảo, họ không có đức tin đối với nghiệp báo, nhân lành quả khổ, nhân lành quả vui, nhân ác quả khổ, họ không có đức tin, không có những cái niềm tin như vậy. Và do vậy trong cái xử sự, suy nghĩ, lời nói, việc làm của họ thiếu đi cái đức tin. Và như vậy thì mình, khi mà mình gặp những cái người như vậy đó, họ có mắng chửi, họ khó dễ với mình đó, thì nếu mà mình đi đến cái xứ đó mà người ta ban đầu người ta khó dễ với mình, người ta khó dễ với mình, rồi là mình lại bỏ cuộc, mình không có kham nhẫn thì mình bỏ cuộc thôi, bỏ cuộc thì mình không thể trụ ở chỗ đó được.
và không thể nghĩa là làm cho nó phát triển ở cái chỗ đó được. Ở đâu cũng vậy, ban đầu thì nó thấy khó, nhưng mà sau á, thì lần lượt là sẽ dễ. Ngay cả những cái nơi mà khó khăn á, thì thật sự ra đó thì mình thì thích những cái gì dễ chịu, những cái gì nó thuận lợi nhất. Còn nếu mà đi những cái vùng mà xa xôi đó, thì rõ ràng là cái người mà sống ở xa xôi thì họ có những cái sự gọi là nắm bắt về họ, đó là cái hoàn cảnh sống của họ, cho nên họ cũng có người mà thiếu đi những cái đạo đức hay là thiếu đi cái niềm tin cũng có. Và như vậy thì mình phải biết dân dấn thân để mà mình ở một cái nơi nào, mình làm một cái nơi nào, hay là mình sẽ cố gắng để mà mình làm cho nó để người ta hiểu đến với Phật pháp, thì cái đó cũng là nhờ cái đức tính kham nhẫn của một người, đức tính của kham nhẫn. Như vậy thì dù là tới đâu đối với người thì chúng ta cần dù người ta có mắng nhiếc, người ta có mạ lị, người ta có cái gì đi nữa thì phải nghĩ đến cái điểm tốt của họ. Họ có như gì đi nữa thì cũng có cái để họ tốt, cũng có cái họ tốt. Họ có xấu với mình cùng tệ thì cũng có những cái họ tốt. Khi mà mình nghĩ được như vậy thì mình có dễ dàng dị tha hơn là mình câu chấp bất cứ một cái thứ gì. Cái thứ hai nữa là mình kham nhẫn với cái gì? Kham nhẫn với cái sự mà cái hoàn cảnh sống. Cái hoàn cảnh sống. Cái hoàn cảnh sống thì quý vị biết rằng mình sống ở đâu mình quen đó. Giống như Việt Nam mình là có một số nơi thì gọi là dùng nhiệt đới, ví dụ vậy. Thì nó có những cái nơi mà nóng lạnh, nóng lạnh là trước tiên là mình cũng phải biết để kham nhẫn. Mình đi cái xứ nào mà chỗ đó nó lạnh á, thì mình cũng ráng mà chịu. Không phải ráng chịu là liều lĩnh, mà ráng chịu ở đây đó là để giữ cái tâm của mình không bị chi phối bởi cái sự nóng lạnh đó. Bởi vì nhiều khi là có nhiều cái xứ lạnh quen rồi, đi đến xứ nóng thì cũng khó chịu, bực bội cao có khó chịu, bực bội cao có khó chịu. Rồi khi rồi bực bội như vậy đó thì sẽ khó chịu với mỗi người khác, mọi người chung quanh, mọi người chung quanh, thì cũng chính là do mình thiếu đi cái sự kham nhẫn nóng lạnh đó. Cho nên là ở đây đó là cái thường thường đó là mình ở đâu thì mình quen đó, và mình ở đâu đó thì mình sẽ có những cái trang phục tức là quần áo của mình đó, nó thích nghi với lại cái môi trường ở đó. Nếu mà ở đó nóng quá thì chúng ta bận đồ nó tương đối không có nó không có dày lắm, còn ở đâu mà lạnh quá thì chúng ta phải bận đồ dày chứ không phải là bận đồ mỏng để chống cái lạnh đó. Còn ở đâu nóng quá thì chúng ta phải bận đồ mỏng một chút, đồ đừng có trùm trên trùm dưới hết á, thì rõ ràng nó nóng chịu không nổi. Vì vậy ở đây đó thì dù là cái hoàn cảnh nào, chúng ta thấy rằng nhiều khi mình ở đâu một chỗ bây giờ, nhưng mình đi chỗ khác thì nó trái đi những cái hoàn cảnh sống của mình khó chịu. Nhưng mà ở đây là mình cần phải có cái sự kham nhẫn về những cái sự nóng lạnh đó, nóng hoặc là lạnh. Cái thứ hai nữa đó là ngay cả cái đời sống của mình thì ăn uống, trong cái ăn uống của mình đó, là cái nhu cầu cần thiết của cơ thể. Nhưng mà rồi đó thì mình biết là mình đi đến đâu cũng vậy, thì có những vật thực dùng miền, có những cái thực phẩm vùng miền, thì chúng ta phải thích nghi với cái điều đó, thích nghi với những điều đó. Nếu mà chúng ta không thích nghi với những điều đó thì tự mình nó trở thành cái khó khăn cho chính mình. Tại vì mình muốn tìm cái thực phẩm mà mình dễ ăn á, mình ăn quen á, thì nó không có, buộc mình phải chịu đói. Đói không biết là chuyện gì nó sẽ xảy ra. Rồi là thức uống cũng vậy, cái nhiều khi là mình phải tự thích nghi với cái hoàn cảnh ăn uống đó. Và ở đâu cũng vậy, nhìn về khía cạnh góc độ của mình thì mình nói là cái thực phẩm của mình là ngon, nhưng mà cái thực phẩm của người khác thì không ngon, tại do là mình không quen thôi. Chứ còn rồi đó thì cái quen đây đó là chính là cái mà mình biết
giống như gần như là cái thích nghi của mình. Nhưng mà cái sự kham nhẫn của một cái người tu đó, quý vị thấy rằng cái có nhiều người họ nói rằng các sư là chiều không ăn sao chịu nổi, nhưng mà rồi nó cũng là quen thôi, cũng là quen thôi. Rồi là thí dụ như là đói khát gì đó, lỡ bữa nào mà có thực phẩm mà nó chậm trễ một chút á, thì chúng ta cũng phải biết kham nhẫn. Không có, có nhiều người họ xấu lắm, họ đói là họ cao có, họ khó chịu lắm, mọi người xung quanh nói tới họ là họ cảm thấy khó chịu, họ bực bội, rồi họ gây sự cũng có từ ở cái đói đó. Sự thật ra thì cái đói và cái khát đó nó là cái nhu cầu cần thiết của cơ thể, nhưng mà nhiều khi đó là mình phải biết kham nhẫn để chịu đựng những cái cảnh đó, và chúng ta không để vì vậy mà mình sân hận, mình bực bội, hoặc là do cái thiếu thốn của mình về cái ăn cái uống đó, cái ăn cái uống đó mà mình trở nên những cái người tham muốn quá nhiều. Nó cũng là từ đó nó phiền não nó cũng sanh khởi lên, và cũng không cũng từ ở cái việc mà do cơ thể của mình đói khát quá, cho nên là mình cảm thấy khó chịu, cho nên bực bội với những cái hoàn cảnh xung quanh. Rồi bây giờ nói đến cái việc mà mình kham nhẫn với những con côn trùng. Nói như vậy chứ không phải là bây giờ quý vị thấy rằng nhiều khi ruồi, muỗi, rồi rắn, rít, rồi những cái điều đó đó, thì chúng ta cũng biết đó là những cái con đó nó rất là, những cái con côn trùng nó rất là phiền hà, rất là phiền hà. Ví dụ như là bây giờ con muỗi đi, mà chỗ nào muỗi nhiều quá mà chúng ta ngủ mà không có cái dăng cái mùng á, thì rõ ràng nó bay e là ngủ không được rồi, không cũng được rồi. Thì sự thật ra ở đây đó là có những cái chỗ mà có những cái côn trùng như muỗi, ruồi, muỗi, thì chúng ta cũng có cái cách để phòng tránh không cho nó xâm nhập. Nhưng mà rồi đó thì cũng đừng để là chính vì con muỗi đó, hay là chính vì những cái đám muỗi đó, hay là chính vì những cái đám ruồi đó mà mình cảm thấy khó chịu, bực bội. Cái đó, cái tâm của mình bực bội thì mình bị phiền não nó sanh khởi. Nhưng mà một người có kham nhẫn thì dù ruồi muỗi như thế nào thì mình cũng phải biết kham nhẫn giữ cái tâm của mình. Cái đó nó cũng là chuyện nhỏ, mà mỗi cái có sinh vật thì nó có sự sống của nó. Thí dụ như mình thấy rằng ruồi thường những cái chỗ nào hôi thối, hay là chỗ nào ngọt béo gì đó thì dễ có ruồi. Rồi muỗi thì chỗ nào kín đáo hay dễ có muỗi, vì vậy cho nên là nó sẽ có những cái sức đó. Rồi hoặc là mặt sức nóng của mặt trời, hoặc là trời mưa, hay là các cái loài bò sát cũng vậy. Quý vị thấy rằng là nhiều khi đó là nóng, mình nghĩ nóng như vậy đó, nhưng sự thật ra cái nóng đó, cái nóng của mặt trời, thì mình lỡ có mà đi ra đường mà lỡ bị giữa trưa nắng thì cũng ráng mà chịu, cũng không có đến nỗi mà để vì vậy mà mình bực bội, mình khó chịu ở trong lòng. Thì rõ ràng là ở mà Đức Phật này nói là có những cái đối tượng, có những cái đối tượng mà mình cần phải có những cái sự, có cái sự kham nhẫn. Nếu không có những kham nhẫn như vậy đó thì những cái hoàn cảnh sống xung quanh mình nó luôn luôn xảy ra những điều đó. Và cái cuộc tu thì rõ ràng là mình cũng không phải là cầu toàn hết tất cả, mà cái toàn hay không á, theo chúng tôi nghĩ á, đó là cái sức kham nhẫn chịu đựng của chính mình, kham nhẫn của chính mình. Còn nếu mà mình không kham nhẫn thì dù như thế này thế nọ thì cái mong cầu của mình, cái ao ước của mình nó luôn luôn đặt ra trong một cái điều kiện thuận lợi nhất, mà không bao giờ được như ý mình được đặt. Và do vậy là lúc nào mình cũng trong một cái tình trạng hết sức là khao khát, hết sức là khó chịu, hết sức là buồn tủi, vân vân. Như vậy thì nó không phải là bạn thải của một cái người tu. Hay hoặc là những cái con bò sát, về con rắn, con rết, hay là con bụ cạp, con này con kia đó, mình cần phải có cái cách để mà mình sống, để kham nhẫn. Thì cái đó là một trong những cái hình thức. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những vị đó là ẩn lâm, ngày xưa cũng vậy, cho đến ngày hôm nay có một số vị là
sống cái đời sống ẩn lâm, tức là ở một cái nơi thanh vắng như vậy, thì nó không phải như thuần như bên ngoài. Như ở trong khu rừng thì có nhiều cái côn trùng lắm, nhiều cái côn trùng lắm. Ở thành phố thì chúng ta ít có bao giờ gặp những cái loại côn trùng, nhưng mà ở rừng thì nhiều cái loại côn trùng lắm, đủ loại hết. Những cái côn trùng này đó, nó lại thích hợp cho những cái môi trường nó sống như vậy. Cho nên là mỗi vùng miền trong một cái khu rừng như vậy thì lại có những cái con côn trùng đó như vậy, còn ở chỗ khác thì không có. Rồi ở chỗ khác thì có những loại côn trùng khác, nhưng không có loại côn trùng này, vân vân. Thì cái này đó, nó cái điều kiện hoàn cảnh môi trường để tạo nên những cái sinh vật mà sống như vậy. Và mình sống ở đâu thì mình phải có cái sự cảm nhận đó. Cái thứ ba nữa muốn nói đó là cảm nhận cái gì nữa về thân của mình, các cái sự cảm thọ. Chúng ta thấy rằng mình cứ là buồn, vui, thích, thốn, an nghỉ hay là khó chịu, tất cả những cái đó nó đều diễn ra ở trong cái đời sống của mình, diễn ra trong đời sống, đặc biệt là các cái cảm thọ về thân của chúng ta. Chúng ta thấy rằng nhiều khi có những người, quý vị biết rằng là mặc dù là họ bị những cái cơn đau, thí dụ như họ bị gãy chân, gãy tay, hay hoặc là họ bị một cái vết thương gì nó sâu sâu ở trong cơ thể của họ, mà họ chịu nổi, họ chịu nổi. Những cái người đó mặc dù cái vết thương thì cũng là trầm trọng lắm, nhưng mà họ vẫn chịu nổi. Họ không có ra cái vẻ như là rên ra than khóc, lên ra than khóc. Họ không có cái vẻ, mặc dù là cảm thọ thì hả, mà ai bị vết thương thì cũng đau giống nhau thôi. Bởi vì chúng ta có hệ thần kinh thân mà, cho nên là chúng ta vẫn có cái cảm giác đau đớn vậy, đau đớn bởi một vết thương, hay là bị phỏng, hay là chúng ta bị một cái gì đó, thì tất cả những điều đó nó tạo cho chúng ta đau nhất, không thể nào không có. Nhưng mà có những người đó là những cái vết thương mà mình thấy rằng họ không có đáng vào đâu, mà họ lên ra nhào lộn, họ than gian, nằm xuống trên giường là họ rên hì hì, họ lên như vậy để họ, tại vì có những người như vậy, cho nên là cái việc mà các cái cảm thọ thì nó phải có. Mình nghĩ cho kỹ đó là mình có sự xúc chạm giữa căn và cảnh, tức là có thân á, thì chúng ta có những cái cảnh, cảnh đó cảnh xúc. Cảnh xúc thì ví dụ như là chúng ta hiểu là mình nằm trên một cái giường niệm nó êm á, thì mình thích à, tại vì nó êm. Nhưng mà lỡ mình nằm ở trên một cái cục đá đó thì có lẽ là nó đau, thì cái chuyện cảm thọ nó là như vậy. Cho nên là mình không phải vì nằm trên cục đá nó đau mà mình khó chịu, cũng không phải vì mình nằm trên cái miếng niệm im á mình lại thích thú. Nếu mà thích thú á, thích thú với cái miếng niệm im do cái cảm giác của mình á, thì rõ ràng là tham tâm của mình nó sanh khởi. Còn mình khó chịu với một cái phiến đá mà chúng ta đang nằm lên á, nó đau, nó nhám hay nó thô kệch á, thì rõ ràng là chúng ta khó chịu. Mà khó chịu ở đây là sân tâm chúng ta khởi lên, cho nên là mình không làm chủ được chính mình, mà tùy thuộc vào cái hoàn cảnh xung quanh. Vì vậy các cái cảm thọ đó thì nó sẽ có diễn ra. Đối với các bậc thánh mà giúp trừ phiền não thì các vị đó cũng có các cái cảm thọ, thân thì cũng bị đối khác như vậy, nhưng mà các ngài không phải vì vậy mà khó chịu, không phải vì vậy mà sân hận, phải vì vậy mà bực bội, vân vân. Như vậy thì mà các ngài có ở đâu đi nữa thì dù cái cảnh nó như thế nào, mình nghĩ như một cái lời nghĩ, một cái người nghĩ bình thường thì cái hoàn cảnh đó mình sống sung sướng quá, mà sao các ngài không thích được. Sự thật ra các ngài cũng không thích, cũng thấy bình thường đó, nó cũng là bình thường. Bởi vì cảm thọ mà, cảm thọ là căn và cảnh gặp nhau. Thân thì chúng ta gặp cảnh xúc, mắt thì chúng ta gặp cảnh sắc, mũi thì chúng ta gặp cảnh khí, lưỡi thì chúng ta gặp cảnh vị, tai thì chúng ta tiếp xúc với cảnh sinh, cảnh thinh. Thì những cái cảnh đó, nó vốn là những cái pháp mà nó lại với nhau thôi, gặp lại với nhau thôi. Do có căn có cảnh thì thức sanh khởi tạo ra xúc thôi. Đó là cái chuyện bình thường. Nhưng quan trọng là mình giữ được cái tâm của mình, giữ được cái tâm của mình. Như vậy thì
những cái cảm thọ trong đời sống thì mình cũng cần có một cái sự chú ý ở chỗ đó để mà mình có cái sự cảm nhận. Cái điều muốn đặt ra ở đây đó là hỏi rằng là kham nhẫn có phải là sự thu thúc cam chịu hay không? Thì ở đây đó chúng tôi xin thưa đó là với cái đền đó, thì phải nói rằng là như đã nói khi nãy, không phải là cái sự cam chịu. Cam chịu giống như là chúng ta nghe giống như là cái người vợ mà bị ông chồng vũ phu cứ đánh hoài, cứ cam chịu nhau hoài, sống bao nhiêu năm cứ bị đánh đập dằn vặt như vậy hoài cũng chịu hoài, sợ rồi là con mất cha, rồi là gia đình không tan rã, không có hạnh phúc, rồi cứ chịu đựng hoài. Nhưng mà cái đó là cam chịu chứ không phải là kham nhẫn. Cái kham nhẫn là hiểu rằng như một cái người có, như là trong kinh Đức Phật ngài nói rằng kham nhẫn là một sức mạnh, nó sức mạnh. Cái người tu mà mình có được cái đức tính kham nhẫn thì thật sự là mình có thể nhiếp phục được những cái kẻ, những người mà hung dữ, những cái người hung dữ, những cái người mà bạo ngược, những cái người bạo ngược, những cái người mà có kham nhẫn thì không phải là những người thua cuộc, mà có thể nói rằng như là cái người khéo léo để lèo lại cái con thuyền của mình đó. Giống như một cái người tài công mà lái chiếc tàu, hay là một người thuyền trưởng những cái tàu lớn vậy đó, chịu trách nhiệm về cái con tàu đó nó đi như thế nào, qua bao nhiêu sóng gió, phải đi làm sao, đi bao nhiêu hải đảo, rồi đi bao nhiêu những cái tảng băng, thì cái vị thuyền trưởng đó có cái nhiệm vụ là lèo lái làm sao mà cho cái con thuyền mình dẫn đi đến đích mà không có bị va chạm, không có bị nguy hại gì hết. Đó là cái sự kham nhẫn. Thì như vậy thì ở đây đó là mình kham nhẫn là một cái sức mạnh, không phải là cam chịu. Cái cam chịu là những người thua cuộc, giống như là một cái người yếu thế hơn thì mình nói sao nói, làm sao làm, ví dụ vậy. Ngay cả nhiều khi nói bậy cũng phải nghe, là vì là mình yếu thế hơn là phải chịu. Nhưng mà cái người kham nhẫn thì không phải, không phải như vậy. Người kham nhẫn là luôn luôn sáng suốt, biết cách để lèo lái, làm sao cho mình, đặc biệt là mình điều cái tâm của mình thích nghi với những cái điều kiện hoàn cảnh, mà mình không có để cho cái phiền não lậu hoặc ở trong lòng, trong tâm của mình nó sanh khởi, thì cái người đó mới là cái sự kham nhẫn đúng nghĩa. Như vậy thì cái điều nữa là hỏi được đó, đặt ra ở đây đó là mình phải suy nghĩ giác sát, tức là mình phải khéo tác ý như thế nào để mà mình kham nhẫn như thế nào. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng Đức Phật này dạy có nhiều cách. Một là mình kham nhẫn trước những cái hoàn cảnh nghịch cảnh mà mình sống, cái nghịch cảnh sống, thì mình phải nghĩ rằng là về một cái người mà tu cũng vậy. Nếu mà mình đụng cái chuyện gì mà mình rần rần lên, mình sân hận lên, mình quát tháo lên, mình sân hận, như vậy thì cái nhìn vào có một cái sắc mặt á, nó cũng không hay. Cái người tu cũng vậy. Và đặc biệt là những cái người mà trầm tĩnh thì mình biết rằng là dù cảnh nào nó có diễn ra đi nữa thì cái người đó luôn luôn là có những cái sự trầm tĩnh, trầm tĩnh. Mà cái người tĩnh thì họ không có những cái sự nóng dội, không có sự nóng dội. Một cái người tu dù là mình phải nghĩ rằng là dù thế nào đi nữa thì mình có cái hình thế, hình tướng nó khác gì với những người thế tục. Giống như nói là một cái câu là mình cái những cái điều mà quán tưởng của một cái vị xuất gia đó là nghĩ rằng là mình bữa nay hôm nay là khác cái kẻ thế, đầu tròn vai vuông rồi, giống như là cái đời sống tu tập của mình cần phải có. Và mình không phải vì vậy mà mình sân hận, sân hận. Thì chúng ta có cái hình thức khác người, là đầu thì phải cạo, rồi đó là y áo thì bận theo sắc phục của một tu sĩ,
thì mình khác với lại một cái người thế tục. Người thế tục thì họ 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 giận lên thì họ kiềm chế được, họ họ giận lên thì họ không nghĩ về chính họ, lắm lúc họ quên họ. Thì cái nóng nảy đó nó tạo nên cái không có thành công cho họ, và tạo nên cái hình ảnh xấu mà chính bản thân của họ do cái sự nóng nảy đem lại. Còn đối với một cái người tu á, thì chính là cái sự nóng nảy thì nó không đẹp cho một cái người tu. Cái điều nữa, đối với cái hoàn cảnh sống xung quanh á, thì chúng ta thấy rằng dù nóng dù lạnh đi nữa thì so với những cái hoàn cảnh mà chúng ta gặp khắc nghiệt hơn á, thì có nó còn hơn gấp bội lần cái mà chúng ta đang có. Ví dụ như chúng ta đang làm việc gì mà ngoài nắng thì chúng ta cũng ráng kham nhẫn một chút. Hay hoặc là lỡ mà có mưa thì mình cũng không nên khó chịu, là do cái sức kham nhẫn của mình. Ví dụ như mưa thì mình chạy rầm rầm, mình chạy đi như vậy thì nó cũng mất đi cái vẻ oai nghi của một cái người tu, hay là một cái người phụ nữ đoan trang. Hoặc là một cái người tu thì không có cái sự mà dội dã, mà phải khoan thai nhẹ nhàng, từ tốn ở trong lời nói, cử chỉ cho đến những cái bước đi, cái cử chỉ của mình trong đời sống hàng ngày. Còn đối với cái hoàn cảnh xung quanh á, thì quý vị biết rằng là mình đừng nghĩ rằng hoàn cảnh nó là hết được. Bởi vì mình thường hay là nghĩ rằng cái hoàn cảnh mà đừng có trái ý nghịch lòng thì không có đâu, không có đâu. Thì mình nên nghĩ rằng có những người chống đối, có những người họ có ác tâm với mình, nhưng mà mình cũng phải có cái sự kham nhẫn. Thì dù sao đi nữa thì họ có chửi, họ có chửi, có mắng mình thì mình nghĩ họ cũng còn tốt. Họ cũng còn tốt. Tốt là sao? Nhiều khi họ chửi, họ mắng mình vậy, nhưng mà họ chưa đến nỗi đánh đập mình. Giống như là cái vị tỳ kheo Bunyá vậy đó. Ngày đi đến cái xứ Sunaparanta để mà xin Đức Phật đến với Sunaparanta để mà hành đạo. Để rồi cái xứ Sunaparanta thì cái người ở nơi đó thì họ rất là hung dữ, họ rất là không có hiểu gì đạo đức. Nhưng mà ngài vẫn xin Đức Phật đến đó. Đức Phật hỏi những điều là đến đó lỡ họ khó dễ với ngươi, họ mắng chửi ngươi, thì ngài mới nói là đến mà họ chửi con, họ mắng con thì ít ra thì họ cũng có đánh đập con. Đánh đập con thì rồi Đức Phật ngài mới hỏi nếu như họ đánh đập ngươi thì sao, thì nói rằng bạch Đức Thế Tôn là họ đánh đập con mà họ đến không đến nỗi là làm hại con, và nếu họ làm hại con họ chưa đến nỗi mà giết con. Và khi mà hỏi Đức Phật hỏi vậy, cuối cùng thì Đức Phật chấp nhận cho tùy theo Bùn Ná đến xứ đó hành đạo. Và quả thật là khi mà ngài đến cái xứ đó đó, chẳng bao lâu sau ngài nhiếp phục được những cái người ở tại cái vùng Sunaparanta đó, cho đến những cái người mà hung ác hung tợn gì họ cũng về hướng nhờ cái đức tính kham nhẫn của ngài. Một là ngăn chặn không cho cái phiền não ở lậu hoặc ở trong lòng sanh khởi do cái sự kham nhẫn của tu tập cái pháp kham nhẫn cho chính mình. Cái thứ hai là nhờ cái đức tính kham nhẫn đó mà ở sự thuần phục, tạo nên cái sự thuần phục nhiếp phục của một cái người có đức tính kham nhẫn, nhiếp phục cho những cái người ác, những người xấu, những người hung tợn cũng có thể nhiếp phục được. Cho nên là cái hoàn cảnh sống đó thì rõ ràng là ở đâu cũng là một trong những cái có những cái hoàn cảnh, và mình biết thích nghi với những hoàn cảnh đó. Và ví dụ như quý vị biết rằng thường thường ở trong kinh Đức Phật thường đi nhập hạ về, thì Đức Phật ngài hỏi là đạo có tốt hay không, vật thực có được đầy đủ, có được tốt hay không, có được thích nghi hay không. Thì cái kiểu này nè, giống như là một cái câu mà chư tổ các bậc tiền nhân xưa nay nói đó là pháp rồi tài lữ địa, pháp tài lữ địa, tức là chúng ta có cái pháp tu tập đúng mức, rồi chúng ta có những cái điều kiện thuận lợi tu tập, rồi chúng ta có cái dùng cái nơi mà chúng ta ở nó được bình yên,
nó được tốt, có thể hành đạo được. Và chúng ta có những người bạn đồng hành, những người bạn đồng phạm hạnh để cùng chung với nhau. Thì cũng như vậy, với một cái sự tu tập cũng vậy, mình đi tới đâu trong cái việc mà y phục, vật thực, trú xứ, thuốc men, những cái điều cần thiết, nhu yếu của một vị tăng sĩ, gọi là bốn món vật dụng. Và bốn món vật dụng này là thiết yếu của một đời sống tu sĩ. Như vậy thì mình mượn vào đó để mà mình tu, và cũng không tham cầu vào đó để mà cái gì để nó sanh khởi cái phiền não ở trong lòng mình, bắt nguồn từ ở cái sự tham muốn, là lòng tham sanh khởi, hay là những điều gì mà nó thiếu thốn, hay là nó có trở ngại, thử thách cái gì đó, thì mình cũng phải biết kham nhẫn cái đó, đừng để cho cái sân hận của mình, cái phiền não sân hận của mình nó sanh khởi lên, thì làm cho cái đời sống đạo hạnh của mình nó bị giảm mất đi. Có thì nó bị giảm mất đi, và nếu mà nó chưa có thì không thể có được những cái thiện pháp được. Còn nếu mà ta tu tập được thì nhờ đó mà tăng trưởng lên sự thêm. Cái câu 41 đó hỏi tại sao là không kham nhẫn với những điều nên kham nhẫn, tại sao không kham nhẫn với những điều nên kham nhẫn sẽ làm sanh khởi các lậu hoặc tàn hại nhiệt não. Thì ở đây đó quý vị thấy rằng là nếu mà mình hiểu rằng là cái đời sống chúng sanh phàm phu thì đương nhiên là cái phiền não nó dễ dàng sanh khởi, cái lậu hoặc nó có thể dễ dàng sanh khởi. Nếu mà mình không có kham nhẫn thì dễ dàng phiền não nó sanh khởi. Cho nên nếu như mà mình cứ để ý cái tâm của mình một ngày 24 tiếng đó, thì mình nhìn lại cái tâm của mình thì tham thì sân, không sân thì như thế này thế khác, tức là nó luôn luôn tiềm ẩn trong một cái trạng thái sẵn sàng cái phiền não nó sanh khởi. Khi nào nó có những cái điều kiện thích hợp mà do chúng ta không có cái sự kham nhẫn, dù là ở một góc độ nào mà chúng ta thiếu đi một cái sự kham nhẫn, cái đức tính kham nhẫn đó, thì rõ ràng là trong nội tâm mình nó là cái sự dây trói buộc phiền não cũng từ là nếu như mà mình có cái kinh nghiệm với trong cuộc sống thì hồi nhỏ hồi trẻ thì mình sống vội vã bấy nhiêu, thì về lớn tuổi mình sẽ sống trầm tĩnh lại. Trầm tĩnh lại ở đây có nghĩa là dù hoàn cảnh như thế nào hoặc là như thế nào đi nữa, thì trong các cái đối tượng, hay là giữa con người, giữa hoàn cảnh, giữa những cái hoàn cảnh xung quanh, rồi cả luôn những cái cảm thọ của mình, nếu mà mình có cái đức tính kham nhẫn thì mình sẽ trầm tĩnh lại, và phiền não sân hận tham ái hoặc là nghi hoặc nó không thể sanh khởi lên, do rằng mình có cái sự tu tập bằng cái đức tính kham nhẫn đó. Thì ở đây trong cái nội dung của cái sự cái bài kham nhẫn, thì thật sự ra đó thì kham nhẫn là một cái đức tính, như Đức Phật đã nói là kham nhẫn là một sức mạnh của một cái người tu nói chung, một vị tỳ kheo nói riêng. Bởi vì nếu mà mình sống ở đâu mà có kham nhẫn thì mình đã có một cái sức mạnh từ nội thân của mình, nội tâm của mình rồi. Mình cũng có thể sống được, cũng có thể tu tập được, không có gì trở ngại. Và Đức Phật này nói là kham nhẫn là một cái vật trang sức. Thì nếu như một người phụ nữ mà họ làm, họ có những cái vật trang sức xung quanh họ là dây chuyền, cà rá lắc, dòng nhẫn gì đó, để mà họ trang điểm cho cái người phụ nữ được đẹp, thì cái người mà có đức tính được kham nhẫn đó, thì thật sự ra là nó là một đức tính đẹp, và để cho nó tạo nên một cái động lực để nhiếp phục cho những người chung quanh, để từ đó có cái cảm mến giữa cái người tu, giữa cái người có tu cái đức tính kham nhẫn đó, trao dồi cái đức tính kham nhẫn đó với những người chung quanh, thì nó tạo nên sự thu hút lớn. Thì chúng tôi xin được có cái vài cái ý chia sẻ liên quan đến những cái pháp hôm nay, đó là pháp kham nhẫn. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc,
Tôi kính chúc quý cô tu nữ Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sao thú cái trường thì có cần bình thường thường xuyên họ có ở trước máy không? Nếu thì có đang có mặt ở trước máy kính thì tôi trả lời cho cô câu hỏi số 1. Một lần nữa xin được hỏi thì thường xuyên thì tôi có mặt ở trước máy không? Dạ, thì tôi thường xuyên ngày nay có nhiều người họ có quan niệm như vậy là con người mà có cái đòi hỏi đặc biệt đòi hỏi cao đó sẽ làm cho xã hội tiến bộ. Thí dụ như là mình giặt đồ bằng tay nó cực quá, nhưng mà nếu mình cứ chấp nhận cái chuyện đó thì mình cứ giặt đồ bằng tay hoài thì con người nghĩ ra là mình phải chế ra cái máy giặt đồ, mình đi từ nơi này sang nơi khác mà nó mệt, bây giờ phải chế ra những cái phương tiện như máy bay mà bay nhanh để mình khỏe hơn. Thì nó nói cái sự thiếu kiên nhẫn đó, nó làm cho xã hội được tiến bộ. Bởi vì sự thiếu kiên nhẫn đó, nó khiến cho người ta phải những cách nào đó để làm mọi việc nó ít tốn sức hơn, nó thoải mái hơn. Thì tôi thường siêu có đồng ý là cái sự thiếu kiên nhẫn đó, nó làm cho xã hội tiến bộ không? Kính thỉnh thì tôi thường siêu. Đã bộ của thầy à? Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, nếu nó đi thì nó lại, nếu mà chúng ta nói rằng cái thái độ và thiếu kiên nhẫn nó khiến cho người ta phải tìm cái gì đó để làm cho nó nhanh đi hơn, nó hữu hiệu hơn. Nếu mà nói như vậy thì tại sao chúng ta không nói ngược lại rằng là chính vì chỗ mà thiếu kiên nhẫn, một cái cuộc gia chạm ở trên đường, một cái lời nói nó qua nó lại mà ai cũng không có sự kham nhẫn, nổi nóng lên là bắt đầu đấm đá với nhau, giết hại lẫn nhau, thanh toán lẫn nhau, thì cái sự kiện đó chúng ta nghĩ sao? Có phải chăng vì con người thiếu kiên nhẫn trong cuộc sống mà con người trở nên thù hận, tiêu diệt với nhau? Rồi như vậy chúng ta tiến ở chỗ nào? Chúng ta tiến bộ ở chỗ nào? Cho nên ở đây đó, chúng ta phải nhìn lại cái cục diện. Ở đây đối với Đạo Phật, từ cái thời xa xưa là Đức Phật muốn xây dựng cho con người có sức mạnh của cái nội tâm. Mà cái nội tâm đó có sức mạnh có nghĩa là nó sẽ đem lại cái sự bình ổn trong cái xã hội loài người. Một con người hãy hở ra cái gì thì cũng phải dùng đến cái vũ khí ở bên ngoài để mà tiêu diệt với nhau. Bây giờ bị người kia họ nói một câu
mắng giết, xuyên tạc. Người này vì không khâm nhẫn được cho nên phải móc súng ra để tiêu diệt người đó. Mà khi bắn chết người đó thì người thân của họ và luật pháp sẽ không để yên cho người này. Này phải trốn chui, trốn nhũi. Và thế là cuộc đời của họ bắt đầu đi vào trong ngõ cụt, trong bóng tối. Cái đó nó đâu có hay. Trong khi đó Đức Phật Ngài dạy là phải khâm nhẫn, phải chịu đựng bỏ qua, phải biết bỏ qua. Phải biết bỏ qua những cái khuyết điểm, những cái lỗi lầm. Chớ có nghĩ rằng nó mắng tôi, đứng tôi cướp của tôi. Khâm nhẫn để mà không ôm niềm hận ấy, hận thù mới tự nguôi. Thì khi mà một người có cái sức kham nhẫn chịu đựng như vậy thì tự nhiên cái cuộc sống nó sẽ hài hòa. Quý vị có biết rằng là cái xã hội bên Thái kỳ đó, Thượng Tọa Giác Đẳng hồi lúc mà thân mẫu chúng tôi còn sống xin tiền, Thượng Tọa Giác Đẳng rước thân mẫu đi, và lúc đó chúng tôi cũng đi theo, đi qua bên Thái trên đường xe đến cái chỗ mà bị kẹt xe dừng lại, đèn xanh đèn đỏ giao thông ở trên xa lộ nó kẹt dài như vậy, đậu cả một tiếng hai tiếng đồng hồ vậy đó. Nhưng mà xem ra ông tài xế thì rất là bình thản. Thì lúc đó Thượng Tọa Giác Đẳng mới hỏi tài xế, hỏi tại sao anh có vẻ như là mọi người lái xe có vẻ như là không đông nóng. Thì anh ta mới nói rằng là cái tinh thần của Đạo Phật là cái Đức Phật Ngài dạy phải kham nhẫn, phải kiên nhẫn chờ đợi. Cái gì nó đến thì sẽ đến thôi, chứ mình đông nóng mình giải quyết được cái gì. Vâng vâng. Thì lúc đó chúng tôi nghe nói vậy rồi chúng tôi mới nhận ra một điều là chính cái xã hội đó, nếu tất cả những người ở trong cái xã hội mà họ đều có tính kiên nhẫn thì như vậy nó không có trở nên rối loạn, không có phức tạp. Còn bên Việt Nam hễ mỗi lần kẹt xe, quý vị biết rằng không thể kham nhẫn chịu đựng được, bỏ cái len của mình chạy vô cái len trong. Ai cũng muốn thấy cái len trong của xe Honda, thấy len trong là trống, muốn chạy lên trước. Thì ai cũng muốn chạy lên, thế là anh tạo một len, hai len, ba len, rồi lên tới ở phía trên cái đường cột lại. Bởi vì chạy lên tới tỉnh gặp cái cầu hẹp thắt của chai đó, từ lúc giờ anh tài xế mấy xe mà chạy thả ở bên trong lề á, lên tới trên muốn trở ra cái len ngoài, len cũ thì đâu có ai cho, ai đâu có ai cho vô. Tài xế nó hề với nhau là cứ là nhích tới ép sát, không có một kẻ hở nào để cho anh ta che vô. Và lúc đó cảnh sát giao thông đứng ở phía trước liền thổi chiếc xe đó vào và phạt. Tất cả những cái sự kiện đó là chúng ta phải nhìn lại, chúng ta phải nhìn lại để xem coi giữa cái thái độ biết kham nhẫn nghịch cảnh với cái thái độ không kham nhẫn nghịch cảnh, coi cái nào nó có lợi hơn. Tất nhiên theo như Thượng Tọa Giác Đẳng nói thì chính vì con người không kham nhẫn được, thấy đi chậm quá cho nên họ mới chế tạo ra chiếc xe để họ đi nhanh. Mà ai cũng muốn đi nhanh hết á, thì lúc bây giờ nó sẽ gây ra ùn tắc giao thông và không biết bao nhiêu là tai nạn xảy ra do cái sự
mỗi người gian lận, do gian lận. Quý vị cũng thấy có những trường hợp như ở cái cầu Kim Cương bên Campuchia vừa rồi, khi mà con người ta đi dự lễ hội lên cầu đông đúc, mà chiếc cầu nó chỉ lắc thôi, nó chỉ rung, nhưng mà ai đó họ nói cầu sập một cái để tất cả mọi người chen chúc nhau đi ra, thế là không ai ra được, họ nằm chồng chất lên nhau, kéo đến chừng người ta đến người ta cứu, người ta kéo ra cũng được, rồi nằm đó chết. Mình coi cái clip đó, mình coi cái thời sự đó, mình thấy hãi hùng. Mà khi con người phải chi họ tham nhẫn một chút thì hãy người trước thoát được, thì tới khi người nọ thoát được thì tới khi mình cũng thoát được, không chịu thoát nhanh hơn nữa, thoát nhanh hơn là ùn nhau chạy để đòi kẹt. Cũng giống như cái xỉu hay là cái quặng mà người ta đổ gạo lên để người ta xây xây bộ, cái đá cái quặng đổ nhiều quá thì tất cả những hạt gạo đó nó được chen chút xuống thì nó lợn nghẹt, cho nên người ta cho ít ít từ từ thật kiên nhẫn. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng, thứ nhất là chúng ta phải hiểu không thể nào vượt qua được cái trí tuệ của Đức Phật. Thứ hai là chúng ta kiểm chứng lại những gì ở trong xã hội, chúng ta thấy rằng cái sự thiếu kiên nhẫn mới làm cho cái xã hội này bị rối lên và đi đến những cái cảnh tang thương nhiều hơn, cái nguy hiểm nó nhiều hơn, cái bất lợi nó nhiều hơn là cái lợi lạc. Vì con người có cái sự kham nhẫn, chúng tôi nghĩ rằng do cái sự kham nhẫn đó mà con người mới có thể tiến bộ. Chứ còn nếu thiếu kiên nhẫn thì chúng ta chỉ thấy một cách đơn giản là một người thiếu kiên nhẫn thế họ khiến cho xã hội được tiến hóa. Rồi chúng ta thấy rằng cái thái độ tham nhẫn khiến xã hội chậm tiến. Chúng ta chỉ thấy có một bước nhỏ, một bước, nhưng mà chúng ta không biết rằng là cái thái độ tham nhẫn đó trong cuộc sống này nó sẽ giúp cho chúng ta tiến xa ba bước. Bởi vì người xưa người ta nói một câu nhịn chính câu lành mà. Chúng ta chịu lùi một bước thì chúng ta sẽ tiến thêm được ba bước, còn khi mà chúng ta cứ sấn lên thì chúng ta sẽ không bước tiến được bước nào. Cái chuyện nó là như vậy rồi. Thì ở đây đó, chúng ta chỉ gợi ý để chia sẻ với quý vị, rồi tự chúng ta, mỗi người chúng ta kỷ niệm lại, chúng ta suy nghiệm lại trong đời sống của chúng ta có bao nhiêu việc hư hại do chúng ta thiếu kiên nhẫn, và có bao nhiêu việc chúng ta thành công nhờ có cái sự kiên nhẫn, nhờ có sự tham nhẫn chịu đựng. Thì tự quý vị biết rằng cái xã hội này có sự tham nhẫn là tốt hay là thiếu sự tham nhẫn là tốt. Chúng ta tự khắc sẽ có câu trả lời do tự mình nhận định. Chúng tôi chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận số 1 từ tự đăng từ đều Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trực thưa tòa thưa sư. Mà thưa tòa thưa sư, thưa tòa có thể nói thêm một câu rồi để thưa tòa đi nghĩ, là ở trên đời này có nhiều người lì lộn, nhưng mà cái trong sự lì lộn của họ đó, chắc là họ có bản lĩnh nhẫn nại, hay là bản lĩnh nhẫn nại là một chuyện khác, mà lì lộn là chuyện khác. Xin kính trình thưa tòa. Nam mô Bổn Thầy, kính bạch Chư Tôn Đức. Cái bản lĩnh nhẫn nại là một con người có cái tánh vô thuận, từ tâm. Chúng ta xem ở trong bài kinh Đức Ta Sư Tạng, bài kinh Cần Đi, thì chúng ta sẽ thấy rõ. Cái đó mới gọi là bản lĩnh nhẫn nại. Còn cái người có tánh lì lợm, thì cái tâm của họ, một là cao ngạo, hai là ngã chấp, thứ ba là liều lĩnh. Nội ba cái pháp bất thiện đó thôi là chúng ta đã thấy họ đã tự họ đẩy họ vào trong cái tội lỗi rồi. Cho nên chúng ta không thể nói cái người mà lì lợm là người có bản lĩnh nhẫn nại đâu. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài diêu hành đến Kosambi, xứ sở của vua, xứ Uchina của vua Udena, Ngài đến tại kinh đô Kosambi, thì lúc bây giờ do cái thứ phi Magadhyaya đã có hiềm khích với Đức Phật thời vô còn trẻ, mà lúc Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp độ cho song thân của nàng, Ngài đã nói về cái thân thể trường, mà nàng thì là người ưa thích sắc đẹp, Ngài bị chạm từ gái, nàng bị chạm từ gái. Cho nên sau đó nàng ghiền hiềm khích đó. Đến khi mà được tin Đức Thế Tôn Ngài ngự về ở Kosambi, thì thứ phi Magadhyaya đã mướn cái bọn côn đồ chặn đường Ngài để mắng chửi Ngài. Đang khi không thì người ta không có chọc ghẹo, không có phạm hết hiện tự như vậy, sa môn hiện tự mà mắng chửi Ngài. Tôn giả Na Ra chịu không nổi mới thỉnh Đức Thế Tôn đi nơi khác. Đức Thế Tôn bảo rằng nếu đi nơi khác người ta mắng chửi nữa thì sao nè Na Ra? Bạch Đức Thế Tôn thì hãy đi nơi khác nữa. Rồi Đức Thế Tôn hỏi nếu đi nơi khác nữa mà người ta vẫn có người mắng chửi thì sao? Bạch Đức Thế Tôn hãy đi nơi khác nữa. Đức Thế Tôn mới nói trên thế gian này không có chỗ nào mà không có người mắng chửi. Sa môn là chỗ nhắm của quần chúng, người ta kính trọng, nhưng mà người ta cũng dám. Và nếu mà cứ chịu đựng không chịu đựng nổi phải đi, thì như vậy biết chừng nào mà có thể đi tìm được một cái nơi mà không có người họ chống đối, họ mắng chửi. Thế là Đức Phật Ngài dạy hãy nhẫn nại. Sa môn có sức mạnh là sự nhẫn nại. Và do cái sự im lặng của Ngài, Ngài nói rằng nè Ananda ra yên tâm, hãy tham nhẫn chịu đựng 7 ngày nữa thì mỗi cái sự mắng giết chửi rủa này nó sẽ yên lắng thôi. Mà thiệt, trong vòng 7 ngày họ mắng giết chửi rủa nhưng Ngài vẫn bình tâm, Ngài không có một chút phản kháng. Và thế là họ im lặng.
dần dần họ rút êm thôi. Thì trong trường hợp đó đó, chúng ta có thể nói là cái bản lĩnh nhẫn nại của Đức Phật là người lì lợm. Cái chỗ đó chúng ta có thể dám nói được gì. Cho nên ở đây cái bản lĩnh nhẫn nại là khác. Người nhẫn nại đó, một cái người lì lợm là người không có đẹp, mà cái người có bản lĩnh nhẫn nại là người đẹp. Như Đức Phật đã nói rằng khanti thirasa lankaro khanti tapota pasano khanti vayang palang vachedinang khanti hitasukhavaha. Sự nhẫn nại là cái món đồ trang sức của bậc trí làm cho đẹp. Sự nhẫn nại là cái pháp thiêu đốt phiền não. Sự nhẫn nại là sức mạnh của vị hành giả, và sự nhẫn nại mang đến cái sự an lạc. Một người lì lợm thì không thể nào mà họ có được bốn cái lợi lạc đó đâu thưa quý vị. Một người lì lợm, cái tâm của họ bực sấn lên chửi mà họ vẫn nghênh nghênh cái mặt lên, đuổi mà họ vẫn đứng yên đó, dầu cho bị đập bị đánh họ vẫn nghênh lại, giống như một cái con trâu, hai con trâu mà nó nghênh với nhau vậy. Thì cái lì lợm đó đó, nó phải là cái vật trang điểm, vâng vâng. Chúng ta phải suy nghĩ cái chuyện đó. Cho nên ở đây nha, câu thảo luận thứ hai chúng ta xin thưa rằng cái người, những người lì lợm là những người không có bản lĩnh nhẫn nại được đâu. Một người có tâm nhẫn nại là người mềm dẻo nhu thuận, và tự xoa dịu tâm mình, và sự nhẫn nại đó sẽ xoa dịu được cái sự phẫn nộ của người khác. Cái sự nhẫn nại. Còn cái người lì lợm làm cho người ta tức thêm. Cha mẹ ở nhà khi mà rầy la dạy dỗ con cái mình nó lì lợm, nói nó không chịu trả lời, hỏi không chịu trả lời, rầy nó không chịu nhận lỗi, nó lì, cha mẹ khổ, cha mẹ bực tức lên. Còn những đứa con mà nó có cái sự kham nhẫn chịu đựng thì khác, cha mẹ dần dần sẽ cảm hóa, cha mẹ thấy thương thương con. Nó khác nhau thưa quý vị, hai cái thái độ khác nhau nhiều lắm. Đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu tỏ đường số 2 của Thượng Tọa Nhật Đản Nên Nam Mô Bổn Thầy. Ở trên tòa thì xin lẽ ra thì thỉnh thừa lại đi nghỉ, nhưng mà những thừa tòa đó cái chồng á thì mới hỏi thừa tòa một chuyện khác ngược lại đó, là họ nói rằng những cái người mà đụng chuyện gì cũng nhảy dựng lên, bất mãn thì cứ thể hiện bất mãn, bực tức thì nói, mà người ta nói là ruột để ngoài da, tức là không có giữ lại trong lòng, có gì bộc ra cho nó bộc phát ra hết, thì họ nói là những người đó có vậy mà chân chất tôi và hiền. Thì thừa tòa có nghĩ rằng những người mà gặp chuyện gì cũng phản ứng liền mà người đó thực sự là hiền hay không, hay là những người mà im lặng chịu đựng thì là những người thâm hiểm, thừa tòa có nghĩ về không? Xin thừa tòa quan nghĩ trả lời một chút.
Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, khi mà đọc thoáng qua cái câu tục ngữ ruột để ngoài da, nghe thoáng qua chúng tôi bị nhầm với cái câu ruột bỏ ra, da bỏ vào. Thì ở đây cái câu mà ruột để ngoài da là ý nói là cái gì họ bực tức họ hay nói ra hết. Còn cái câu mà bỏ ra và bỏ vào thì ý nói là đối với cái người nhà đó, người thân đó, thì đối xử tệ, nhưng mà gặp cái người dân ở ngoài đó thì mình có cái sự thương yêu, chiều chuộng, hay là đối xử rất là tốt. Đối xử tốt với người ngoài, nhưng mà đối xử tệ với người trong nhà, đối với người ruột thịt. Hai cái câu đó thì nó khác rồi. Thì bây giờ trở lại cái câu mà những người mà ruột để ngoài da đó, có nhất thiết phải là người chân chặt không? Thưa quý vị, chưa chắc. Con người giống như bốn cái loại rắn. Có cái loại rắn trắng, chạy đập. Có cái loại rắn trắng không chạy đập. Có loại rắn ít cắn, nhưng mà cắn là chết, cắn là chạy đập. Còn có loại rắn ít cắn và không cắn và cũng không có chạy đập. Ở trong bốn cái bài giới thiệu đề cập là điều đó. Có người thì đụng chuyện là họ sổ tu ra hết những gì mà ấm ức trong lòng, nhưng mà họ không có quan trái, không có quán thù, họ không có độc hiểm, không có hiểm độc. Thì cái người đó cũng có thể gọi là cái người chân chất. Còn có những người họ không nói ra, nhưng mà họ để ở trong lòng, họ ghim ở trong tâm và tìm cái cơ hội để mà họ trả thù. Còn có những người họ mắng xấu xả và họ cũng rất là độc ác, đó là hạng thứ ba. Và hạng thứ tư thì họ không gặp cái nghịch cảnh, gặp đối phương họ không có mắng chửi, nhưng mà họ cũng không có hiểm độc. Đó thật sự là cái người hiền lành, chân chính. Bao giờ quý vị khi mà Đức Phật mà thuyết pháp về cả hạng người đó, thì Ngài cũng nói bốn hạng. Được ưu điểm này nhưng mà khuyết điểm kia, được
khuyết điểm kia như ưu điểm này. Ít có người nào được ưu điểm này, ưu điểm kia. Và phần lớn là họ có khuyết điểm này, khuyết điểm nọ. Cho nên ở đây, chúng ta gặp cái người mà họ tay bằng miệng, miệng tay thôi, có chuyện gì họ giận, họ trào trúc hết, thì chúng ta xem chừng mình họ là ở hạng người nào, rắn hay trắng, và có nọc hay là ít trắng mà có nọc, nọc nọc, chúng ta phải xem chừng. Trên đời này khó, khó biết. Không thể nào mà chúng ta đánh giá người qua cái cảm tính của mình, hay là qua cái lời nói theo truyền thống dân gian để lại. Chúng ta nghĩ là người nào nói chuyện nóng nảy la hét vậy, chúng ta nói coi nó vậy đó, nhưng mà nó không có độc, không phải. Làm sao biết được? Cho nên ở đây chúng ta phải khéo tác ý suy nghĩ mới đánh giá được một con người. Chúng ta phải suy tư suy nghĩ kỹ lưỡng rồi chúng ta mới đánh giá được con người, chứ không thể chúng ta dựa vào cái trường hợp người nói bằng miệng thì sẽ không có nói bằng tai, người nói bằng tai sẽ không miệng, phải có người thì tai bằng miệng, miệng bằng tai luôn. Mọi người chửi, mọi người đánh rồi đúng không? Đây là những câu, đây là câu trả lời của chúng tôi trả lời cho phong thảo luận số 3 thường tội cho đẳng vừa đều Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Thầy, dạ sa thú sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tỳ Siêu thảo luận tại cầu thứ ba. Dạ con cũng xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh ngài nghỉ ngơi, chúc ngài được yên giấc. Dạ cảm ơn Hoàng Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con không biết thường tọa Pháp Tân có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Dạ nếu thường tọa Tân có nghe được âm thanh của con. À, có thường tọa Pháp Đăng vào hả? Dạ, để con coi lại coi có thường tọa Pháp Đăng không. Dạ, đạo tràng có thấy thường tọa Pháp Đăng không? Dạ, có thấy thường tọa Pháp Đăng không quý vị? Sao máy của Nhật Quỳnh không thấy thường tọa Pháp Đăng? Dạ, con cung thỉnh, con thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài nghỉ ngơi. Có hả Pháp Lữ? Sao chữ Nhật Quỳnh chỉ có thấy thường tọa Pháp Đăng? Trời ơi, thấy rồi rồi. Dạ con xin sám hối. Dạ Nam Mô Bổn Thầy, dạ con hành kính đảnh lễ thường tọa Pháp Đăng. Nhờ quan tâm dạ rằng con xin sám hối là con không thấy cái đích của sư. Dạ bây giờ thì thường tọa Giác Đẳng đã cho câu thảo luận số 5. Dạ con xin thay mặt đạo tràng hành kính đảnh lễ cung thỉnh thường tọa Pháp Đăng từ bi quan hệ thảo luận câu số 5 ạ. Nam Mô Bổn Thầy, giá dạ thường tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Dạ sa thú lành thai, con kính nhân minh đến sư ạ. Trong cái câu thảo luận số 5 là phải chăng một cái một trong những cái tập
những cái tập luyện căn bản của người xuất gia phải có là học hành nhẫn nại. Thì thật sự đó thì những cái bài kệ mà giáo giới của Đức Phật đã nói Kanti Paramang Tapo Titika Nibbanang Paramang Vadanti Buddha Nai Vapachito Paro Bakatina Samanoi Ta. Thì chư Phật thường giảng dạy những khổ hạnh tối thường, niết bàn quả tối thường, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Thì thật sự thì Phật nói rằng cái nhẫn nại là cái hạnh sa môn, từ cái tử mà thanh ti bát có măng tá bô tít kha. Chư Phật thường giảng dạy đấy, những khổ hạnh tối thường, nhẫn là cái khổ hạnh tối thường, niết bàn quả tối thường, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Như vậy thì chính cái câu này đã nói lên cái nghĩa là một cái người tu tập, dù là cái người xuất gia hay người cư sĩ đó, thì cũng phải học nhẫn nại. Thì chúng ta nghe cái câu chuyện của nữ Tỳ Kha-li với nữ gia chủ quê đi cá đó, thì ai cũng đồn mà nữ gia chủ quê đi cá là người nữ đức hạnh, người hiền lành. Nhưng mà nữ Tỳ Kha-li thì không có tin. Thử ngày thứ nhất không có làm gì hết. Thì nữ gia chủ quê đi cá cũng có tới hỏi: này nữ Tỳ Kha-li, em có sao không? Thì cô nữ Tỳ Kha-li nói rằng: thưa nữ chủ, nó sao hết. Trả lời như vậy, nhưng mà cô ta cũng về lần thứ hai, ngày thứ hai thì cô ta cũng nhẫn nại, nhưng tới ngày thứ ba đó thì cô ta không chịu được. Cô ta đã giác cái cây sông kè cửa đó, đánh nữ nữ Tỳ Kha-li bể đầu, máu chảy như vậy. Nữ Tỳ Kha-li mới đi đi nói với mọi người: hey, ai cũng gia chủ ở đây cá là người đức hạnh mà, coi coi đi, bây giờ đánh tôi bể đầu như vậy. Thành ra từ những cái câu chuyện như vậy, Đức Phật ngày mới dạy là người tu tập phải tập nhẫn nại. Nhẫn nại có nghĩa là nhẫn nại là một cái sức mạnh. Sa môn có cái giáp nhẫn nại, có nghĩa là người tu phải học nhẫn nại. Có nghĩa là người ta nói chửi mắng hay đánh đập gì thì chúng ta cũng phải chịu đựng. Nếu chúng ta chịu đựng cũng như tôn giả Bùn Nái đi qua xứ Ba Thanh Tá và dọ cho nhờ nhẫn nại, nên cuối cùng thì cũng đã độ được cái xứ Ba Thanh Tá, và cũng đã niết bàn luôn ở xứ Ba Thanh Tá. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với một cái người nhẫn nại đó, thì tuy rằng đi mà gặp những người hung dữ đó thì họ có thể họ hành hạ đánh đập mình, nhưng mà cũng có thể là mình cảm hóa được họ. Cũng có thể là mình cảm hóa được họ. Chính vì như vậy nên người nhẫn nại là cái người nhiều sức. Bởi chúng ta đo lường cái sức lực này kia nọ, nhưng mà Đức Phật nói cái người nhẫn nại là cái nhiều sức. Vì thường thường của một cái người nhẫn nại đó thì họ chịu đựng được, những nghịch cảnh, dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh họ cũng chịu đựng được. Chính vì cái sức chịu đựng đó nên chúng ta mới gọi cái người này là cái người nhiều sức. Vào con người đó không phải là bự hay không phải là nhỏ, không phải là già, không phải trẻ, mà Đức Phật ngày nói trở thành cái người trí, mà cái người nhẫn nại mới là người trí. Cái người nhẫn nại dù là trẻ hay già, nam hay nữ, nhưng mà thấy được cái lợi ích của nhẫn nại đó, được bậc thánh, được chư thiên ái kính đó, thì điều đó là cái điều mà sự thật là như vậy. Thì ở trong cái câu thảo luận số 5, người xuất gia phải học là có một cái hạnh nhẫn nại. Thì thật sự thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày đã giáo giới, những cái bài giáo giới của chư Phật á, thì đã nói lên rồi. Ba La Mật Tam Bồ Tát Tích Kha đó, cái bài kệ giáo giới số 81, 182, 183, 184, 185, thì những bài kệ đó là những cái bài kệ mà Đức Phật ngày giáo giới chư Tỳ Khưu, chư ác mật tát cũng thiệt cùng hành từ tình kỷ thì chư Phật giáo. Thì những cái điều đó được Đức Phật dạy là
một cái người xuất gia đó phải học nhẫn nại, học nhẫn nại học và làm thánh nhân được. Còn nếu mà chúng ta không có học nhẫn nại, chúng ta không học học thánh nhân được. Tại ở đời Đức Phật dạy rằng người ta phản ứng thuận nghịch, trong trường một kinh cũng có vấn đề đó. Thì nói hễ một người thuận nghịch đó, thì người đó chưa phải là người trí. Mà một cái người trí đó thì không có phản ứng thuận nghịch mới gọi là người trí. Thuận thì không khởi tham, mà nghịch không khởi sân, người trí. Thì trong cái câu thảo luận số 5 á, thì con Phật Đăng xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại. Quý vị có cái câu thảo luận khác không? Nếu có gì có câu thảo luận khác á, thì mời quý vị đưa lên. Không biết Thượng Tọa Giác Đẳng có ở trong lớp học không? Nếu Thượng Tọa không có ở trong lớp học á, thì quý vị đưa lên. Rồi cái câu số 4 nữa, cam nhận là đức tánh trời cho hay là một cái khả năng có thể huân tập. Thì thấy Thượng Tọa Đại Quyền vào trong lớp học đó, thì thỉnh Thượng Tọa Đại Quyền chia sẻ cho cái câu thảo luận số 4. Cái tham nhẫn là đức tánh trời cho hay là một cái khả năng có thể huân tập. Có nghĩa là mình huân tu đó. Như được thỉnh Thượng Tọa Đại Quyền chia sẻ cho cái câu thảo luận này. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Giờ thưa thì chúng đã nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Chúng Tăng, Thượng Tọa Phật Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đừng biết tu nữ cùng chư Phật tử ưu trực tiếp thì xin có lỗi đến sám hối đến Đại Đức Thượng Tọa Phật Tăng. Có lỗi cùng đại chúng hôm nay phải dự giảng trong cái lớp học ở Sài Gòn. Xá lợi, rất xá lợi cho nên vì vậy về những trễ và đã vào luôn ngay. Bữa nay là cái ngày tổng kết. Dạ. Chứ hôm nay thì sẽ phối hợp với Thượng Tọa Phật Tân giảng giải như đầu tuần Thượng Tọa Phật Tân cùng với chúng tôi đã giảng giải. Thì hôm nay việc tiếp theo là câu thảo luận. Khám nhẫn là tánh trời cho hay là khả năng, hay là một khả năng có thể quân tập. Và thật thì trên một tinh thần khám nhẫn đó chỉ có một điều thôi, tức là từ tiền thân vốn quen khám nhẫn, cho nên có đức tính khám nhẫn. Cái đó bây giờ nó hiện về vì ấy dễ dàng khám nhẫn với ngoại cảnh, với hoàn cảnh. Chứ còn nếu như mà vì ấy mà ở trong kiếp sống hiện tại này thì không thể nào khẳng định rằng không thể nào mà tự động mà khởi lên cái tánh tham nhẫn được, hay là mà cái tánh tham nhẫn đó mà tính tự động được, cái tính trời cho đây chúng ta nó mang tính tự động đó, dạ thì khó lắm. Mà cái đã gọi cái chữ tham nhẫn thì không phải nói lại được, thì hôm nay có thể nói rằng tôi có cần chỉ dẫn xung quanh vấn đề tham nhẫn, thì cái giá trị nhẫn đó nó phải được tu tập, nó phải được quân tập và nó phải được chuẩn luyện nó. Càng đau thương nhiều, có giấc ngã mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương lòng mới cứng rắn, thì tập rất là nó quen. Kham nhẫn với thời tiết, kham nhẫn với hoàn cảnh, nghịch cảnh, quan nhẫn, kham nhẫn với cái thời tiết vân vân, hay là hoàn cảnh nghịch. Nghịch cảnh ở trong cuộc đời chúng ta phải biết kham nhẫn. Dù cho tu hay không tu gì cũng đều trải qua một cái môi trường sinh hoạt, cái môi trường sống chung, đụng chạm, sống chung được lợi mất lợi, được khen mất khen, hoặc là người ta không thương không thích vân vân. Tất cả mọi hình thái trong cuộc đời nó đều là phải có tính kham nhẫn thì chúng ta mới vượt qua được những cái khổ lụy, và phải có đức tính kham nhẫn thì chúng ta mới thành công trong cuộc đời này. Không ai mà trong cuộc đời mà lớn lên mà không có bị những cái sự mất mát, những cái niềm đau nỗi khổ, mà chúng ta có đôi khi đồng cam cộng khổ với người, hay là chúng ta một mình chúng ta không nhận chúng ta chịu đựng. Và kính thưa quý vị, cái sự tu này, cái không nhận đó, nó phải chịu đựng với cái dục tầm dục tứ của mình đó. Với cái sân tầm, hại tầm,
nói một cách căn bản hơn nữa, trong cái sự khó chịu, bực bội giữa người khác, coi như là ngoại cảnh mang tới cho mình, hay là nội tâm nội tỉnh của chính mình khởi lên cái tham ái, khởi lên những cái phần của cái bực bội, bằng những cái tưởng tri, bằng những cảm thọ trong quá khứ, bằng những cái tưởng tri mà mình đã gặp, đã nghe, đã thấy, đã bị, đã được, vân vân, thì tất cả những điều đó là chúng ta phải dùng cái tính kham nhẫn mới qua được. Và cái tính kham nhẫn này được tu tập bằng cách tức là chúng ta phải cố gắng, là chúng ta phải chịu đựng, phải chấp nhận, phải dùng một cái pháp tu nó mà tính tức là phá ngã phá chấp một chút xíu, tức là chúng ta chịu đựng, đừng có đưa mình quá là cao sang quyền quý, đừng có quá đưa cho mình lên quá cao rồi mình té rất là đau. Tự mình đưa mình cao thì mình sẽ té rất đau, tự mình đưa mình quá là lớn thì mình sẽ bị biến là một con người hết sức là bình thường và tầm thường. Và trong cuộc đời này chúng ta đừng bao giờ ai, đừng bao giờ nói nặng ai, đừng bao giờ làm hại ai, và mong rằng tất cả người khác cũng như thế. Và chúng ta phải, đó chính là nuôi dưỡng cái từ để chúng ta ít gặp cái hoàn cảnh khó chịu xảy ra, cái hoàn cảnh bực bội đối với mình. Nếu như chúng ta muốn đời chúng ta bình yên, trước nhất chúng ta phải tạo cho mình và tạo những cái mối tương giao nó yên, và phải chấp nhận đối diện trong cuộc đời. Có đôi khi chúng ta nghĩ, tự chúng ta suy nghĩ, đây cũng là một cách tu, một cách quân tập. Nếu bây giờ người ta đánh đập mình, nếu bây giờ người ta chửi mắng mình có nhìn được không? Nếu người ta đánh đập mình thì sẽ ra sao đây? Bây giờ mình kham nhẫn ở mức độ nào? Nhưng mình, bởi vì mình tu, nếu như mình phản ứng lại, tức là đã có ăn miếng trả miếng. Nếu như chúng ta phản ứng lại thì có nghĩa rằng chống trái lại, nghe cái quan trái, thì thôi kham nhẫn. Chúng tôi nói nuốt cái cục tức đi, nuốt cho nó trôi, cục tức, cục bực bội, cục khó chịu đó đi. Thì cái nuốt cái cục đó chính là chúng ta phải tu. Thường thường á, chúng tôi nói tâm sự với huynh đệ mà có trách nhiệm trụ trì đó, chúng tôi nói nhiều khi á, người ta gây khó cho mình á, thì chưa chắc mình khó, mà mình gây khó cho người, họ rất là khó. Cho nên mình phải kham nhẫn, mình mới tu được, mình mới vượt qua được, mình mới có một cái sự hướng dẫn, một cái sự dìu dắt với cái cho cái chỗ tựa, chỗ nương của người khác. Người ta nói rằng thà là người bên ngoài nó không sao, nhưng là người thân chính mình thì nó rất là đau. Có phải như vậy không? Quả thật như vậy. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta chấp ngã. Một người con của mình, một người thân của mình bị bệnh hoạn thì mình cảm thấy hết sức là hết chia sẻ, mất mát đi, mình hết sức là buồn khổ. Ngược lại, chúng ta cho là người dân thì chúng ta dưỡng dân, cho là người dân thì chúng ta dưỡng dân, thì tự chúng ta đã mang cái khổ cho mình. Rồi đến khi người thân chúng ta gây đau khổ cho chúng ta thì thất vọng ê chề, tự chúng ta lại là phải cái gì? Phải im lặng, phải nhìn, và ngay cả chịu nhục cũng không sao. Cái nhục là cái gì? Chẳng qua là chúng ta tôn tạo cái tự ngã của chính mình. Mà kinh văn nói hoài nhưng đều vẫn cũng như thở nào. Nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi. Ai ôm ấp thì đau khổ sẽ không nguôi. Mà không ôm ấp thì đau khổ nguôi. Qua là mình cảm thấy bị xúc phạm. Chẳng qua mình cảm thấy bị xúc phạm, bị người ta dám cho, bị người ta khinh rẻ mình, bị người ta xem thường mình. Những điều xét cho kỹ, người ta xem thường mình,
thì mình cũng chả khái được cái gì. Mà nếu người ta khen mình, người ta tốt với mình, người ta tăng bốc mình, cái đó chẳng qua đánh động cái gì, cái khoái cảm mà nó mang tính, tức là trong đầu mình khoái vậy thôi. Nhiều khi mình không có nhưng người ta khen cho có, là mình đồng dối lừa với người ta. Nhiều khi người ta khen xạo mình không đẹp người ta cũng khen mình đẹp, mình không có tốt người ta cũng khen mình tốt, mình không có giàu người ta cũng khen giàu, mình không có giỏi người ta cũng khen mình giỏi. Ủa tại sao mình lại đi, mình lại đi cùng với người ta chấp nhận một cái sai lầm mà nó thật không có, rồi bây giờ người ta gây cái khó chịu cho mình bực, là tại sao vậy? Thì chúng ta không thống sống thật với chính mình. Nếu như họ chửi mình cũng gây cái nhân cho họ trước nhất. Nếu họ chê mình thì mình cũng tự xét lại, quả thật mình không đủ cái yếu tố cái lời khen đó, thì thôi mô Phật trên xin cho mình đi qua cũng tốt rồi. Cái này mình phải tự diễn trong lòng mình. Bây giờ mình thử mình cứ diễn ra, mình bây giờ mình bị đập, bị đánh, bị người ta chửi, bị người ta mắng, bị người ta hạ nhục, rồi mình tính như thế nào? Bây giờ chúng ta phải đủ không nhỉ? Đó cũng là một cách mà chúng ta phải diễn ra một phương hướng, chứ tưởng đâu mình ngồi trên cao coi như là tưởng đâu mình là lớn lao lắm, mình ngồi trên cao mình lớn lao lắm, chứ điều thật sẽ ai có ngàn mình, thì y như là chứng minh đó rồi, không có ai quan tâm, không có ai, rồi tự động mình đưa mình cao quá rồi cái tự nhiên mình buồn hiu mình cái đó cũng không có tự mình gây khổ cho mình. Cho nên tính kham nhẫn, sau đó mọi việc đó đứng dậy nó buông trôi, là con người tu nó bớt cái chấp ngã. Cái đối diện với tham nhẫn đó chính là chúng ta chấp ngã nhiều. Cho nên chúng ta sinh ra cái tham ái tôn tạo, thì nếu như ai đụng chạm thì bực bội, thì cho nên xuống, đừng có lên cao quá, bay đừng có cao quá, vừa vừa thôi, sống mang tính hài hòa sao cũng được. Dạ. Thì đối với những điều nghịch cảnh khó chịu xảy ra thì chúng ta phải bằng một cái khả năng quân tập gom góp và chịu đựng, thì cái gì cũng vậy hết trơn, phải từng bước như là luyện công. Đầu tiên thì nó nhức đau, nó mỏi, rồi hàng ngày như mọi ngày chúng ta làm nó thuần thục thôi. Khi chúng ta bực bội, khi bị người ta chửi, chúng ta nghe chúng ta bực bội, chúng ta không trả lời. Nếu chúng ta không, chúng ta hành động khám những mà từng cấp độ. Chúng ta phải vượt qua được đến cái sự quán hờn quán trái mà đời này đau khổ, thì ấy là cái câu trả lời đó, cái bệnh thường tọa của đúng à. Kính thưa thì gõ điều kiện thì đoàn pháp tinh thì đoàn có ở trước máy không? Nếu thì pháp tinh còn ở trước máy xin thì đoàn hoan hỷ trả lời cho cô thư số 6. Một lần nữa xin được hỏi thì pháp tinh thì đoàn có còn ở trước máy không? Dạ thì đoàn tinh có một vị thiền sư trước ngày có một cái chia sẻ là một cái cách mà học dẫn này và tốt nhất là mình quan sát, dạ, mình quan sát, mình nhìn vào những tấm gương ở chung quanh mình, những vị mà có nhiều dẫn này đó thì rất là khả kính, những vị mà có nhiều dẫn này rất là an lạc, còn những người mà không dẫn này thì hay sân si phiền não và nhìn thấy nó không có đẹp. Thì tọa pháp tinh có chia sẻ điều đó không? Tức là một cách tốt để chúng ta anh nhấn lại là chúng ta nên nhìn vào tấm gương của những người khác. Kính thưa thầy tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giả, con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng trong kinh.
Theo con nghĩ rằng là cái cách tu nhẫn nại thì nó có nhiều cách. Bản thân thì tự mình phải tự điều phục lấy mình, tức là mình có cách để mà mình nhìn lại cái tâm của mình thì nó tốt. Còn cái hình ảnh ở bên ngoài, con nghĩ rằng đó cũng là một cái hình ảnh tốt để cho mình tu tập. Thí dụ như ở xa thì cái chuyện nó chưa xảy tới, thì con nghĩ là cái hình ảnh của bên ngoài đó rất là cần. Ví dụ như mình nhìn với một cái người nào, một vị tu hành nào có đạo cao đức trọng, bởi vì trong đó có một cái việc đó, thì đó có một cái tính khảm nhẫn, đức tính khảm nhẫn. Cho nên mình nhìn đến những cái vị đó, tự nhiên mình thấy nó mát. Tự nhiên mình thấy nó quan hỷ, rồi tự nhiên mình thấy rằng để mà mình muốn được cầu tiến, mình được tiến bộ trong đời sống tu tập của mình, thì mình làm sao cố gắng để mà mình tập tành theo những cái vị đó, tập tành theo những cái đức tính của những vị đó. Bởi vì sự thật ra thì thấy cái hình ảnh của một người mà có những cái đức tính kham nhẫn như vậy thì mình rất là quan hỷ. Và khi mà mình tập theo những cái đức tính của gì đó thì trước tiên là mình phải tập cho mình mát mẻ và thấy những cái bậc mà đáng cả một bậc khả kính. Cho nên là khi mà thấy được những cái người hình ảnh của chúng ta đó, thì phải nói rằng cảnh mà mình gặp cái hình, cái cảnh đẹp đó, cái cảnh tốt đó, thì cái tâm mình nó thiện, tâm mình cũng có thể sanh khởi. Còn nếu như mà mình gặp những cái cảnh xấu á, mà không khéo tu tập thì rõ ràng là bất thiện pháp, ác pháp nó cũng có thể sanh khởi, hay là ác tâm cũng có thể sanh khởi. Như vậy cho con nghĩ rằng cái việc mà điều phục nội tâm của mình nó rất là quan trọng. Khi mà mình nhìn trong đó có cái việc là nếu mà ngay trong hiện tại mình nhìn được cái tâm của mình thì đó là cái điều tốt nhất. Còn nếu mà khi mà ở xa, tức là cái việc nó chưa tới nữa, thoa những cái hình ảnh của những cái vị mà có cái đời sống giới đức, rồi có những vị có đời sống đạo cao đức trọng, hay là có những vị thì có những cái đời sống gọi là có cái sự kham nhẫn, đầy đủ sự kham nhẫn, thì con nghĩ rằng cái đó nó rất là quan trọng. Bởi vì thí dụ như mình có thần tượng ai, hay là mình có nhìn cái hình ảnh của những cái vị mà tốt đó, thì mình thật sự là cái tâm của mình nó rất là quan hỷ. Cho nên theo con nghĩ rằng là cái người mà nhìn vào cái tấm gương sáng của những người khác đó, nó cũng là một cách để giúp cho mình phản tỉnh là chính mình, phản tỉnh là chính mình. Và mình cần phải làm như thế nào để cho mình có được cái sự tiến bộ đó, tức là mình có được cái đức tính kham nhẫn. Trong đó có nhiều cái đức tính tu mà có cái đức tính kham nhẫn trong đó. Cho nên là kham nhẫn nó cũng chỉ nó làm cho mình được an lạc. Bởi vì cái tu mà mình không được an lạc thì cũng khó có tiến bộ. Mình được an lạc là gì? Là lúc nào ở trong một cái sự việc nào nó xảy ra đó, thì mình luôn luôn có được cái sự tin là tâm của mình nó không có bị phản ứng như là nghịch thuận gì ở đây, mà mình luôn luôn có cái đức tính kham nhẫn đó. Cái thứ hai nữa là mình tạo cái sự an lạc cho những cái người chung quanh. Khi mà mình có được cái đức tính kham nhẫn, bởi vì nếu như một người mà có đức tính kham nhẫn á, thì mình ở vị trí nào thì cũng là một trong những cái tốt hết á, và cũng là một trong những cái thiện pháp tốt. Cho nên là lâu ngày dày tháng thì nó sẽ trở thành một cái năng lực, là cái sức mạnh của chính mình. Và như vậy thì mình tu tập á, con nghĩ rằng nó cũng có đạt được những cái sự thành tựu nhất định ở trong cái đời sống do cái đức tính kham. Thì con xin chia sẻ cái ý qua cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Kính thỉnh thượng tọa trả lời. Sa thú kính trưng thượng tọa pháp thực.
câu trả lời của Thượng Tân đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phổ của Thầy Tham Ma. Kính tuyên chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đình lễ quý ngài, xin chào và được biết Phật tử kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính cho chúng con đã hướng dẫn dịu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngân Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học. Hành tất mỹ mãn.